Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khả nè mày. Di Khả kính chúc em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Ngày hôm nay cũng là ngày 25 tháng 6 này, cũng là ngày trong buổi tối hôm nay sẽ kết thúc đua top băng hội như là cá nhân trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta cùng điểm sơ qua thử sẽ như thế nào nè mày. Nếu mình nhìn sơ qua cái lượng top băng hội. Tại lượng top băng hội thì xác định hiện tại băng áo khẳng định là top 2 rồi nè mày. Hiện tại đang cách với băng Đơ, một trong những băng hội đang cố gắng bữa giờ rất là nhiều cố gắng mà không thành công. Thì băng áo đã cách được băng Đơ với 30k điểm nè mày, tương đương gần 30k điểm. Đúng rồi, 29.5 tầm đó. Rồi, ngày hôm nay chúng ta nhìn sơ qua thì băng L đang top 1. Đó, L tới top 1, băng áo top 2. Và băng Đơ top 3, băng X top 4, băng Thiên top 5, băng S top 6 và băng Mai Giáo top 7, AE top 8. Có vẻ top 8 nhưng mà không được nhận nè mày, top 8 phải đủ 50k thiệp mới được nhận nè mày. Nên là mùa này chỉ có 7 top thôi nè mày. L, Ngáo, D, X, Thiên, S, Mai Giáo. Đó, đó là 7 băng hội nha nè. 7 băng hội có thể là nằm top trong tháng 6 này. Thì chúng ta điểm sơ qua cái điểm cá nhân thử. Cá nhân, nhìn sơ qua cá nhân thì chúng ta đang có cái lượng thiệp như sau. Đông Phương đang có cho mình khoảng 30k thiệp. Là trung bình là một thiệp là một chấm thì 30k là khoảng tầm 300 kim nguyên bảo thì khoảng tầm 20 triệu nha nè. Rồi, Nga My 16 với trị giá là 160k thiệp thì tương đương khoảng tầm 160 kim thì khoảng hơn 10 triệu. Chánh Seven 140 là khoảng 140 kim thì khoảng tầm 9 triệu. AE Lưu Nguyệt 45k thì tương đương khoảng tầm 3 triệu. Anh là 1 30k, anh là 2 20k, anh là 3 20k. Hiện tại tương đương thì với 30k này thì khoảng tầm 30 kim. Ồ, 30 kim được top 5 ngon chứ. 20 kim top 6 à. 20 kim top 7. Chúng ta cùng đợi xem thử top 8 sẽ như thế nào. Vẫn chưa thấy top 8 nữa mà. Mùa này chúng ta vẫn có bao nhiêu top anh em cùng xem thử nha. Anh em cùng xem tổng sơ qua thử có khá nhiều cái thủ nào trong đây. Anh em cùng nhìn sơ qua cái livestream cho anh em xem tổng hình như thế nào đây. Đây nè. Rồi, điểm sơ qua 10 top thì anh em cùng nhìn sơ qua. Thì ở mùa này sẽ kết thúc vào 23 giờ. Ngày 23 giờ 59 phút ngày 25 tháng 6. Top 1 thì sẽ có vòng sáng này và một rung tinh 8.10 tương đương như mỗi phần khác mà có thêm 50 làm bài boss là hạng 1 anh em ạ. Hạng 1 sẽ được là một trang bị hồn kia môn phái tự chọn. Được chọn tất cả loại hồn kia môn phái trừ trang bị hạn chế thời gian. Thuộc tính trang bị max độ như năm. Đó thì có thể là chọn được vũ khí luôn nha mọi người. Quá dữ luôn, mùa này mà con lùng đào như đường môn lấy nữa quá dữ luôn nha mọi người. Rồi. Thứ hai đó là một bảo rung kim trong môn phái loại 4. Này là 4 thì cũng ít người sử dụng nữa mà. Đai lưng, bao tay dày này nọ, nói chung cũng ít người mua. Nói chung phải nghĩ cái top 2 cũng không ai chọn này đâu. Rồi, tiếp theo đó là một ấn tính thạch bắt đầu. Tự lựa chọn loại kháng tính. Rồi, một set ăn ban hồng mỹ bệnh viện này. Cái này khả năng dự định là sẽ top 2 sẽ nhận cái này đó nè. Set ăn ban hồng mỹ random option bệnh viện. Có thể nói là set đầu tiên của cùng mấy chủ này. Đó là cũng có thể nói là set đầu tiên của cùng mấy chủ đại danh ký sử này nha. Rồi, trang bị tiếp theo là một bộ trang bị định quốc random option. Tiếp theo là một món cực phẩm định quốc mắt ọp vĩnh viễn, một món cực phẩm nhu tình vĩnh viễn, một bộ trang bị đồng sắt cực phẩm, một bộ luôn nha anh em, là gồm 4 món, 2 nhẫn và 1 dây chuyền, 1 ngọc bội. Tiếp theo một chứng mã quân tiêu, tiếp theo là một chứng mã vi văn. Thì chúng ta có 10 phần thưởng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 phần thưởng thì tương đương cá nhân cũng sẽ được 10 nha anh em, sẽ được 10 phần thưởng luôn nha. Mà ở cái top băng hội thì muốn đạt thì phải trên 60k nha nè. Phải 60k thì mới được đạt. Như là vừa rồi cả cái tính thì sơ qua thì băng AE chắc có thể là không được nhận top rồi. Sẽ vừa chỉ có 7 băng hội thôi. Đâm ra AE chắc là không đủ điều kiện để nhận top rồi. Rồi còn phần cá nhân thì khả nghĩ vẫn ok nên cá nhân thì không yêu cầu gì cả. Cá nhân thì khả nghĩ vẫn đầy đủ 10 top. Đó là từ dưới đến lên là phi văn nè, bông tiêu nè, một bộ chuẩn bị động sát nè, một món cực phẩm nhu tình nè, một món cực phẩm định quốc nè, một bộ định quốc random nè. Rồi, cái thằng bạn Hồng Mỹ mất random option này, ấn tính thật này. Rồi, một bảo rung trong Hồng Kim phái loại 4 là trang bị nè. Rồi, cái này là một loại, một món Kim phái tự chọn. Đó, có thể chọn được vũ khí trừ trang bị chẳng hạn chế thôi vậy. Quá dữ nè mà. Đây là mấy chủ đại danh kỳ sử này nè. Đó, chúng ta chỉ quan tâm đại danh kỳ sử thôi. Rồi, chúng ta cùng đợi xem phút cuối cùng thử sẽ như thế nào đây. Kết quả sẽ như thế nào đây nè mọi. Và chúng ta là điểm sơ qua và cùng xem sơ qua phần thưởng của mùa này thì chúng ta cùng xem sơ lại. Chúng ta cùng xem sơ qua thì bạn áo auto top 2 nè mà. Quá đẹp. Đại top 2 là bằng ngáo như nè.
cũng khá thành công em ơi. Bạn mình đã từ trong đầu tháng server thì đầu server thì bạn mình top 9, xong tiếp theo là bạn mình top 7, và tiếp theo nữa là bạn mình được top 3, và ngày hôm nay bạn mình đã đạt lên được top 4, hôm sau đây là đạt lên được top 2 trong vòng 4 tháng thì có sự phát triển khá nhanh anh em ạ. Rồi, nói chung đó cũng là một trong những cái chúc mừng của ban giám, nhưng là anh em cũng khá là cố gắng. Cho nên thằng này cảm thấy anh em cũng cố gắng hết sức vì ban, cũng như là công hiến vì ban hết sức của mình. Thay mặt anh em ban cũng như là tất cả anh em xem live, chung là cũng chúc ban giám thành công hơn. Anh em nhìn sơ qua top 1 là ban L, top 2 là ban giám, top 3 là ban D, top 4 là ban X, top 5 là ban Thiên, top 6 là ban S, top 7 là ban giáo, top 8 là AE. AE là không được nhận rồi nha anh em, không đủ tiêu chuẩn như này mà. Không đủ tiêu chuẩn số lượt ca cho nên. Và chúng ta điểm sơ qua và cá nhân. Chúng ta xem sơ qua cái gì cá nhân, cái gì biến đổi thôi. Không. Cá nhân không có gì biến đổi nữa mà. Với cái lượng cá nhân thì chúng ta đã có 10 top, đó là top 1 là Đông Phương 300k. Top 2 Nga My 160. Top 3 Chánh 7 140. Top 4 AE Lô Nguyệt 49k. Top 5 Tiểu Phiến 43k. Top 6 Anh Lạch số 1 39k. Top 7 Anh Lạch số 2 20k. Top 8 Anh Lạch số 3 20k 5. Và top 9 là AE Báo Đời 20k 200. Và top 10 đó là Tomato 2232. Khá là may mắn này mà, ông này được top 10 này mà, chắc cũng được con phi văn này mà. Với 2k thiệp ngon lành được hơn 10 kim này mà. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên để lại cho video của khám like, chia sẻ, ủng hộ cho nó mà. Nói chung là kết thúc mùa đội top này thì cũng không gì hơn. Cũng cảm ơn tất cả thành viên băng áo đã cố gắng đồng tâm hiệp lực, như là có một sự đồng kết cực kỳ mạnh trong cái tháng này. Và ở tháng 6 này thực sự là quá thành công cho băng áo này mà. Tuy là một băng khá là yếu từ đầu server cho đến giai đoạn này, thực sự là anh em đã cố gắng hết sức. Và áo đã cách biệt bình dưới lên đến hơn 29k5, 29k mấy này mà. Tương đối là khá thành công. L khá là khỏe mà, L ở đầu server cho đến bây giờ thì ở tầm tháng thứ 2, tháng thứ 3 trở đây thì đây là tháng thứ 4 rồi. Băng L họ khá khỏe và đánh hoạt động rất là cứng. Họ đã có cho mình 302k với top 1, quá xuất sắc, và chúng ta xin chúc mừng băng L. Tiếp theo đó là băng áo top 2 thì anh em cũng đã biết rồi, là băng Khải thì cùng anh em cũng đã được top 2. Top 3 là băng Đơ 156k. Top 4 là băng X 134k. Top 5 là băng Thiên 101k. Top 6 là băng S. Top 7 là Mai Giáo. Chúng ta có 7 top đạt thành tích và nhận phần thưởng trong mùa tháng 6 này nha mọi người. Ok, không gì hơn thì hẹn anh em gặp lại những video tiếp theo. Và không gì hơn, cái chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Đừng quên nhấn like, chia sẻ, ủng hộ video chơi, và nhớ vào nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi trực tiếp những buổi livestream của Khải vào lúc 11:50 hàng ngày, cũng như là 19:50 hàng ngày nha anh em. Ok, bye bye mọi người, và hẹn anh em ở những video tiếp theo. Bye bye. Đồ Khải thì 3-4 tiếng rồi mà. Đang dự định là thêm đôi giày nữa mà, từ từ. Đôi giày thì ít hơn Khải nha. Phải mua được cái hiện tình để rẻ. Đôi giày này chưa đẹp lắm. 80 chồng, 80 chóng rồi. Về kia mà ít người ép nữa mà, ép đi phí tiền này mà. Đó, dạng dạng nên khoảng chung một ép mà. Mất quá.